chúng ta thì có đầu tư chứng khoán này chúng ta có đầu tư vàng này chúng ta có đầu tư ngoại hối này chúng ta có đầu tư bất động sản và chúng ta có đầu tư để kinh doanh à, xây dựng công ty hay làm bất cứ một cái lĩnh vực nào mà để có thể kiếm được tiền thì sau đây thì chúng tôi xin được chia sẻ với anh chị em và các bạn về ba cái nguyên tắc đầu tư thành công trong mọi lĩnh vực từ cái bài học là đầu tư tài chính và cụ thể là đầu tư chứng khoán. Thì cái bài học thứ nhất mà chúng ta cần phải lưu tâm đó chính là chúng ta cần phải chú ý tiếp cận đúng với cái vấn đề mà chúng ta tham gia. Thì ở cái lĩnh vực chứng khoán thì thông thường từ trước tới nay thì anh chị em và các bạn thường được các nhà môi giới, thường được các cái thành phần tham gia thị trường và những cái tổ chức cũng như là được cả những cái bài học trong cái bộ môn đầu tư tài chính ở trường đại học dạy và hướng dẫn chúng ta đôi khi thì cái tính màu hồng của thị trường tức là cái tính tích cực của thị trường được nói tới quá nhiều và cái tính tiêu cực của thị trường thì được không được nói tới hoặc ít được nói tới nó sẽ dẫn đến cái cách tiếp cận của chúng ta với cái lĩnh vực đầu tư tài chính à, nó bị sai lệch và phần lớn thì khi tham gia thị trường chứng khoán, nói riêng thì chúng ta thường có một cái quan niệm là thị trường chứng khoán là nơi để có thể làm giàu và tạo ra những cái gọi là những người có khả năng làm giàu nhanh chóng. Lĩnh vực này là lĩnh vực có cái việc kiếm tiền rất là nhanh, rất dễ dàng kiếm tiền trong những thời kỳ mà thị trường đi theo chiều thuận vậy còn cái chiều nghịch thì sao thì lại không có nhiều người nói tới vậy còn những cái góc khuất của thị trường thì sao cũng không nói tới lý do việc không nói tới thì có thể do nhiều nguyên do nhiều nguyên nhân phần lớn các nguyên nhân đến từ việc là do cái lĩnh vực đầu tư chứng khoán hay đầu tư tài chính thì số lượng nhà đầu tư tham gia thì thực sự chưa nhiều dẫn đến cái việc là họ chỉ nói về những cái tốt để khuyến khích chúng ta tham gia đầu tư và đưa ra những cái viễn cảnh tốt đẹp để chúng ta nhanh chóng có thể tiếp cận với lĩnh vực này mà không có một chút e ngại do đó thì chúng ta sẽ tiếp cận với cái lĩnh vực đầu tư chứng khoán đầu tư tài chính theo cách nghĩ đây là một nơi dễ dàng có thể kiếm tiền thực tế nó không phải là như vậy vì vậy để đầu tư thành công thì chúng ta cần phải tiếp cận ngược lại Tức là chúng ta phải tiếp cận ở vai trò Hãy coi đây là một trong những cái lĩnh vực đầu tư kinh doanh Như bất kỳ một lĩnh vực đầu tư kinh doanh nào khác Rất khó khăn Thực sự là không hề màu hồng một chút nào Đôi khi nó còn là màu đen xám xịt Tỷ lệ phần trăm những người thành công không phải trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán Mà trong bất kỳ một lĩnh vực nào thì đều có một cái tỷ lệ rất thấp Kể cả khởi nghiệp cũng như là các cái kinh doanh đầu tư ở những lĩnh vực khác, bất động sản, chứng khoán, vàng rồi uh, các cái lĩnh vực mở quán nhà hàng kinh doanh thì đều có một cái tỷ lệ không hề cao một chút nào. Đó là cách chúng ta nên tiếp cận với đầu tư chứng khoán theo cái cách mà đúng và hợp lý, tức là uh, tiếp cận đúng vấn đề và chúng ta ngay từ đầu bắt đầu vào và tham gia cái lĩnh vực chúng ta muốn thì chúng ta phải tiếp cận uh, theo cái bản chất của cái ngành nghề kinh doanh. Thì từ đó chúng ta mới có một cái việc mà cực kỳ quan trọng đó chính là chúng ta quản trị rủi ro. Vấn đề thứ hai chúng ta cần phải rất là lưu ý đó chính là chúng ta hãy quản lý cái thứ có thể quản lý. Trong hoạt động kinh doanh khác nói chung và đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh chứng khoán thì chúng ta đều thường có cái khuynh hướng là tìm cách để quản lý những thứ chúng ta khó có thể quản lý khó có thể quản trị tôi lấy ví dụ khi tham gia lĩnh vực chứng khoán người ta sẽ nói với bạn về cách phân tích cơ bản họ sẽ nói với bạn về cách phân tích kỹ thuật cách phân tích dòng tiền cách phân tích một cái doanh nghiệp mà bạn đang quan tâm và đôi khi thì họ sẽ nói với bạn về việc dự báo hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp về việc dự báo những cái uh, lợi nhuận rồi những cái rủi ro dự báo những cái tốc độ tăng trưởng của một cái lĩnh vực của một cái ngành nghề. Tuy vậy thì cái việc này, những cái vấn đề mà đang nói tới nó là đúng nhưng mà thực sự là chưa đủ và nó không phải là vấn đề chúng ta có thể quản lý được. Đôi khi à, chúng ta là người chủ của doanh nghiệp đó, chúng ta đứng ở vai trò là người điều hành doanh nghiệp. Có nhiều vấn đề, có nhiều cái cái quá trình kinh doanh, những vấn đề trong quá trình kinh doanh chúng ta cũng còn không thể dự báo được. Ví dụ, mình là chủ một doanh nghiệp ngành thép. Do tình hình biến động của thị trường có những vấn đề mà biến động thế giới ngoài cái khả năng dự báo thì chúng ta cũng còn không quản lý được. Huống hồ là chúng ta chỉ là một nhà đầu tư nhỏ thì đôi lúc chúng ta sẽ không thể quản lý được. Vậy thì chúng ta tập trung vào việc quản lý được là quản lý cái gì? Cái thứ chúng ta không quản lý được, chúng ta chỉ biết nắm và theo dõi chứ chúng ta không cố để quản lý nó còn cái thứ chúng ta quản lý được đó chính là chúng ta phải đi vào thực tế là chúng ta có thể quản lý cái bên trong mình tức là khi tham gia đầu tư thì chúng ta sẽ đem vốn vào thị trường cái đầu tiên chúng ta cần quản lý đó là quản lý vốn quản lý đồng tiền của mình quyền mua quyền bán là do mình chúng ta phải quản lý trước khi chúng ta thực hiện các cái lệnh mua bán chúng ta cần phải dành thời gian để tìm hiểu nghiên cứu phân tích một cách rõ nét và chi tiết. Những vấn đề chúng ta định tham gia rủi ro là bao nhiêu? Quản lý là quản cái phần rủi ro trước, sau đó mới nghĩ tới cái phần lợi nhuận. Có thể nghe ở đâu đó họ chia sẻ về cái viễn cảnh nhưng chúng ta đừng vội tin vào viễn cảnh. Hãy lưu tâm tới những cái khó khăn nếu gặp phải, những rủi ro nếu gặp phải khi mà tham gia lĩnh vực đầu tư, khi tham gia vào bỏ vốn vào một cái lĩnh vực nào đó. Từ đó chúng ta sẽ tránh được cái trường hợp cái tình trạng là mất cái nguồn vốn của mình và quản cái cái thứ bên bên trong, tức cái thứ chúng ta có thể quản lý được là quản cái thứ bên trong mình, tức là khi chúng ta tham gia rồi thì sau khi quản những cái thứ đó rồi thì chúng ta phải bắt đầu quản đến cái việc lòng tham và cái nỗi sợ hãi. Tức là cái lòng tham là khi chúng ta đã có lợi nhuận bao nhiêu phần trăm rồi, đã đạt kế hoạch chưa, đạt cái KPI ban đầu chúng ta đưa ra chưa thì chúng ta phải quản cái 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 gọi là cái phần tôi của con người mình xem chúng ta đã thỏa mãn với cái cái kỳ vọng lợi nhuận đó chưa hay khi mà gặp rủi ro thì chúng ta cũng ngay từ đầu chúng ta đã có kế hoạch là rủi ro như thế nào thì chúng ta chấp nhận được rủi ro như thế nào là chúng ta không chấp nhận được chưa chấp nhận được thì đó là những cái điểm mà chúng ta cần lưu tâm để quản lý tức là hãy lưu ý đến việc quản lý cái thứ bên trong mình có thể quản lý được còn hãy biết và nắm những thứ không thể quản lý nhưng không áp đặt nó biết thôi và nắm thôi trong đầu tư nói chung và đầu tư chứng khoán nói riêng thì khi tham gia lĩnh vực này thì chúng ta cần phải lưu ý là phải biết được cái vai trò của mình mình đang đóng vai trò gì trong cái thị trường đó ví dụ chúng ta đầu tư kinh doanh một cái lĩnh vực nào đó ngoài đầu tư chứng khoán ví dụ đầu tư bất động sản đầu tư là mở một cái quán thì chúng ta phải biết được là cái vai trò của chúng ta trong cái thị trường là chúng ta đang đóng vai trò gì ví dụ chúng ta đóng vai trò là nhà đầu tư nhỏ lẻ hay chúng ta đóng vai trò là nhà đầu tư tổ chức chúng ta đóng vai trò là chỉ là thành phần tham gia của thị trường hay chúng ta là market maker hay chúng ta là một cái quán cà phê nhỏ lẻ hay hay là cả một cái chuỗi hệ thống phân phối lớn thì chúng ta nhìn nhận đúng được cái vai trò của mình thì để mục đích là gì để chúng ta chọn cái cách phù hợp phù hợp nhất ví dụ trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán chúng ta nhận thức được rằng vai trò của mình là nhà đầu tư nhỏ lẻ thì tôi xin được dành ít phút để kể với anh chị em và các bạn một cái câu chuyện và trước khi kể câu chuyện thì chúng tôi xin được đặt cho anh chị em và các bạn một cái câu hỏi như sau nếu như mà có một cái cuộc chiến giữa một con hổ và một con nhím thì theo anh chị và các bạn thì con hổ thắng hay con nhím thắng vâng để không mất thời gian của anh chị em và các bạn thì chúng tôi cũng xin được trả lời anh chị em và các bạn như sau thực sự là con nhím thì rất khó để có thể thắng được con hổ có thể làm đau con hổ bằng việc bắn lông nhím nhưng khó có thể thắng được con hổ ngược lại thì con hổ cũng không phải dễ dàng để có thể là ăn thịt được con nhím bởi vì con nhím thì nó sẽ cuộn tròn và nó tự phòng thủ thôi thì vậy chúng ta lấy một cái ví dụ là khi tham gia đầu tư chứng khoán chúng ta đóng vai trò là nhà đầu tư nhỏ lẻ như con nhím còn các nhà đầu tư tổ chức các cái thành phần tham gia chủ doanh nghiệp là các nhà đầu tư lớn thì rõ ràng ở đây kẻ mạnh là con hổ và kẻ yếu là con nhím nhưng chúng ta biết được vai trò của chúng ta là con nhím thì cách để chúng ta có thể gọi là trước mắt là không bị thiệt mạng không bị thất thoát tài sản là cách tốt nhất chính là việc phòng thủ. Con nhím đã dùng cái giải pháp này để có thể phòng thủ, tránh được cái sự mất mạng trước cái kẻ thù rất là mạnh, đó là con hổ. Và khi chúng ta tham gia lĩnh vực đầu tư tài chính, thì cái vai trò của chúng ta chỉ là những nhà đầu tư nhỏ. Mà đã là nhà đầu tư nhỏ thì chúng ta phải đề cao cái vai trò phòng thủ, quản trị rủi ro trước, sau đó hãy nghĩ tới lợi nhuận. Điều này là điều cốt lõi trong thị trường và trong đầu tư tài chính. Và nếu như anh chị em và các bạn làm được cả ba điều trong cái việc mà chúng tôi vừa chia sẻ. Thứ nhất đó là chú ý đến cái việc tiếp cận đúng với vấn đề. Chúng ta tiếp cận đúng, chúng ta hiểu đúng, tư duy của chúng ta bước vào ở một cái vị thế tức là luôn e rẻ và thận trọng trong cái việc đầu tư uh, nói chung và đầu tư chứng khoán nói riêng thì chúng ta sẽ luôn có những cái hành động đúng. Thứ hai, chúng ta quản lý thứ có thể quản lý, chúng ta kiểm soát thứ có thể kiểm soát chứ chúng ta không đi của gọi là áo tưởng về việc kiểm soát những thứ không thể kiểm soát. Chúng ta không thể là dự báo và áp đặt cho doanh nghiệp A phải theo ý của chúng ta Chúng ta không thể dự báo thị trường đi theo cái hướng này Thì bắt thị trường phải đi theo cái hướng đó Mà chúng ta buộc phải thích nghi Chúng ta biết nắm dự báo và chúng ta gọi là để để tham khảo Còn lại chúng ta cần phải quản lý cái thứ có thể quản lý Đó là quản lý cái ví tiền của mình Quản lý cái cảm xúc của mình Quản lý cái sự tăng giảm của thị trường Quản lý cái lúc mà lời cũng như lúc lỗ Chúng ta phải quản lý được cái điều đó chúng ta biết được như thế nào là đủ chúng ta biết như thế nào gọi là 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 chấp nhận được và khi thua lỗ như thế nào thì là không chấp nhận được và chúng ta phải dừng lại cái điểm thứ ba là chúng ta cần phải biết được cái vai trò chính xác của mình trong cái việc là mình đang là ai đang đóng vai trò gì trong cái cuộc chơi trong cái thương vụ đầu tư thì chúng ta sẽ biết và chọn cái cách phù hợp cho cái câu chuyện đầu tư thì ba cái yếu tố ba cái nguyên tắc cái triết lý gọi là thật sự là rất giản đơn ai cũng biết nhưng không phải ai cũng thực hành và làm đúng thì nếu chúng ta gọi là diễn giải những cái triết lý cơ bản này để đầu tư kinh doanh chứng khoán hay là đầu tư trong bất kỳ mọi lĩnh vực nào thì đây cũng chính là những cái bài học then chốt để có thể đầu tư thành công ở mọi lĩnh vực. Và mong rằng là chúng ta anh chị và các bạn hãy cùng góp ý và chia sẻ thêm những cái góc nhìn của mình từ những cái ý chính mà chúng tôi vừa nêu ra để có thể cùng nhau học hỏi và chia sẻ, tìm ra được cái giải pháp đúng và hợp lý nhất trong quá trình tham gia đầu tư tài chính nói chung và nói riêng và các lĩnh vực đầu tư nói chung. Mong rằng nó hữu ích với anh chị em và các bạn. Đừng quên bình luận những cái ý kiến khác của anh chị và các bạn. Để lại like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng với Thắng ơi trong thời gian sắp tới. Mong rằng những video sắp tới sẽ hay hơn nhờ vào sự ủng hộ và những cái like, chia sẻ và bình luận cũng như đăng ký kênh nhiều hơn của quý anh chị em và các bạn. Thân chào và hẹn gặp lại.